Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại Kỳ Kỳ Nội Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe và luôn thành công nha. Đấy, mình sẽ review mì sốt spaghetti vị phô mai nha. Giờ mình sẽ mở ra để mình chế nước vô trước, mọi người khỏi phải chờ lâu. Đó, mình sẽ bóc ra nha. Cái này giá của nó là 11.500 nha, mình sẽ mất tiêu rồi. Đó, cái này là rau củ sấy khô này. Đấy, mở nắp ra. Đó, nhìn nhiều không? Cái này là rau củ sấy khô này. Cái này là gói bột phô mai này. Cái này là cái dĩa này, nhớ cài bảo hiểm an toàn vào nha. Rồi cái này là gói nước sốt này, sốt gia vị. Đó, này mì. Đấy, được nửa cống mì. Mọi người chế nước đến đây để cái vạch này là được này. Đó, đây này, cách sử dụng đây. Đó, mở nắp ly này, chế nước đến vạch này, xong rồi cho rau củ sấy khô vào thôi nha. Xong rồi chờ trong 4 phút, rồi khi sợi mì chín thì chắt nước ra. Rồi để lại 2 thìa nước, rồi cho gia vị với sốt vào. À, là cái này ăn như là mì trộn đấy. Giờ vậy mình sẽ chế vào đây trước, rồi mình sẽ đổ ra cái đĩa nha. Đấy, giờ mình sẽ đổ này vô. Đấy, rau củ sấy khô. Đó, đấy, rất nhiều có bắp này, có hành này. Đa phần là thấy bắp này, bắp non cho nó ngọt đấy. Nó hình như là có cả măng như thế nào. Đó, rồi sẽ chế nước đến đúng cái vạch này nha, mọi người thấy cái vạch này không? Đó, chế đến vạch là được nha. Đó, đấy, chạm vạch là ok nha. Mình sẽ đậy lại. Đấy, cái này là mì ăn liền này, khối lượng là 85g. Đây này, cái này làm từ những quả cà chua tươi mát này, cái này thương hiệu Zin nha. Đó, đây của nó, đây sẽ có là thành phần là bột lúa mì này, chất làm dày này, dầu cọ này, glu lúa mì này, muối iốt, chất điều chỉnh men này, độ axit này, chất chống oxy hóa. À, phẩm màu tổng hợp này, cơm gói sốt của nó là sốt gia vị, nước này, cà chua cô đặc này, hành tây, đường ngô nữa, mà vỏ gluco sốt spaghetti cà chua này. Đó, chất bảo quản muối ốt tỏi, dầu lành, chất điều vị, chất làm dày, chiết xuất ớt này, chiết xuất xương bò này, giấm này, chất điều chỉnh độ axit này, hương phô mai tổng hợp này, hương quế này, rau kinh giới này, nguyệt quế này, tiêu này. Còn cái gói phô mai ấy là bột sữa, bột phô mai, đường dantrocha nha, chất mang bột kem không sữa, bột tỏi, bột hành tây, hương phô mai tổng hợp, hương sữa tổng hợp. Còn cái gói rau củ ấy là còn có ngô này, đạm thực vật là đậu nành, lúa mì với hành lá nha. Nó không dùng cho những người dị ứng với các thành phần trên nha, rồi không được sử dụng khi hết hạn. Đấy, hạn sử dụng là 8 tháng nha. Đó, giờ sau thời gian là được tầm 4 phút rồi đó. Giờ mình sẽ đổ vớt cái mì ở đây, xong mình sẽ trộn sốt cho mọi người xem luôn nha. Đấy, nó nở ra đấy, rất là nhanh. Không cần đủ 4 phút đâu. Đấy, đã nở rồi. Đó, mình sẽ vớt cái mì ra. Cho một ít nước nó để dễ trộn. Bảo cho tầm 2 thìa nước sôi đấy, mình dạ nó ít rồi. Đó, mình sẽ vớt hết hành ra nha. Đó, ngô, bột ngô và hành lá đồ rất là ok nha. Đó, hành lá này, thơm quá. Mình sẽ gạn nước ra cái chén này để mình lấy cái hành lá đồ nha. Nhảy luôn vào đấy không?
sẽ để làm tí nước mình trộn nha. Nó có tí nước, mình thích ăn nhiều nước đấy. Rồi. Giờ mình sẽ cho cái gói này vô trước, gói phô mai này. Mình sẽ này. Đây, phô mai. Đó, phô mai này mọi người hay thấy ở ngoài đường ấy, là họ bán ở chỗ mà ví dụ như là khoai tây lắc phô mai hay gì ấy, là giống như vậy luôn nha. Cái bột phô mai thơm lắm, thơm như sữa bột em bé. Thế rồi. Không, ngửi sắc sụa mùi thơm cái bột em bé mà gần gần giống như mùi bơ. Cái này gói sốt gia vị nha. Sốt. Sốt sệt. Ngon quá, hấp dẫn cực kỳ. Cái này không có cay đâu nha. Đoán là vậy. Cái này là nước sốt cô đặc giữa cà chua đồ á. Rất nhiều cà chua, sốt agati thì họ hay làm với cà chua. Cái sốt này chua chua. Mình sẽ trộn vào thì chắc nó hợp với phô mai hơn. Còn ăn không thì hơi chua nha. Đúng, giờ mình sẽ bỏ thìa ra, mình trộn bằng cái thìa mình với cái đũa cho nó dễ. Đó, cho tí nước và trộn nhìn nó ngon. Đúng. Mọi người biết sao cái này họ bảo mình phải cho thêm thìa hai thìa nước sôi không? Bởi cái này nó không cái sốt sệt ấy, mà trộn bình thường không có nước thì nó sẽ không đều được nha. Cái này mình thích ăn nhiều nước nên mình cho hơi nhiều nước hơn, và mọi người cho hai thìa như vậy thôi là ok này. Trộn đều như là sơi thôi. Mở miếng nước trước nha. Nước sánh mịn ngon rồi. Ăn y hệt mì sốt spaghetti ngoài quán luôn á. Mở miếng mì này. Cái nước sốt nó béo béo, thơm, đánh hết mùi cà chua rồi. Trộn mì dai dai, mềm. Cái sốt của nó rất là ngon nha. Thơm, béo. Ăn với hột bắp non thì nữa. Ngọt lịm mà. Nói chung ăn rất ok nha. Tuyệt vời. Mọi người có thêm thịt băm hay là xúc xích gì cắt vào nữa thì quá tuyệt vời rồi. Một bữa thật là hoành tráng nha. Cảm ơn tất cả mọi người đón xem video của mình. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào mọi người trong video mới nhất nha.